sau nhiều ngày ghi nhận số F0 tăng nhanh, các tỉnh thành phố miền Tây tổ chức tiêm vaccine mũi 3 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và xin Trung ương hỗ trợ thuốc và oxy. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, từ khi xảy ra dịch COVID-19 cho đến nay, địa phương này ghi nhận khoảng 40.000 F0. Hiện thành phố Cần Thơ có hơn 2.000 bệnh nhân tại các cơ sở điều trị COVID-19, trong đó nhiều ca nặng và rất nặng ở tầng 2, 3. Hiện nhu cầu sử dụng oxy của thành phố Cần Thơ rất cao, nhưng nguồn cung ứng còn khó khăn và thiếu thốn. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam sớm hỗ trợ trạm oxy lưu động. Còn tại Cà Mau, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, sau khi địa phương đề nghị hỗ trợ 50.000 liệu trình thuốc Monupiravir và 20.000 liệu trình Favipiravir, Bộ Y tế đã phân bổ được 3.000 liệu trình Monupiravir để điều trị F0. Đối với việc xin hỗ trợ nguồn nhân lực, Bộ Y tế sẽ làm việc với tỉnh Cà Mau trong vài ngày tới để xem xét quyết định. Sáng nay 20 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm vụ án sản xuất buôn bán hàng giả liên quan đến 4 nhóm hoạt động ở nhiều tỉnh thành. Trong đó có Trịnh Sướng, một chùm xăng dầu khét tiếng ở miền Tây. Vừa qua, sau quá trình xử lý, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã xác định các bị can tổ chức pha trộn và bán ra hơn 200 triệu lít xăng giả. Trong đó, nhóm Trịnh Sướng sản xuất buôn bán xăng giả ở Sóc Trăng, Cần Thơ đã pha trộn xăng giả nhiều nhất, 192 triệu lít và bán ra thị trường 188 triệu lít, thu lợi bất chính hơn 151 tỷ đồng. Nhóm Đinh Chí Dũng sản xuất buôn bán xăng giả ở thành phố Hồ Chí Minh, Hậu Giang pha trộn bán ra thị trường hơn 4 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính 2,4 tỷ đồng. Nguyễn Ngọc Quan sản xuất buôn bán xăng giả ở thành phố Hồ Chí Minh pha trộn hơn 11 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 3,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hành vi phạm tội của các bị can từ đầu năm 2017 đến tháng 5 năm 2019, số lượng xăng giả được bán ra trên địa bàn các tỉnh thành Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Nai, Đắk Nông, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, theo phản ánh của người dân, hoạt động khai thác vận chuyển đất từ khu vực xóm 8, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam diễn ra rất tấp nập. Hàng ngày có tới vài chục chiếc xe tải cơi nới có dấu hiệu quá khổ, quá tải, hoạt động rầm rộ qua khu dân cư, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng nghìn người dân. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Thế là chạy là coi như chạy, không biết rời đất ở đâu cả. Đấy, xảy bao nhiêu tai nạn ở cái ngã ba cái rồi. Những người mà tay yếu, lái yếu là không dám bị. Đấy, kia kìa đấy, lại tránh kia kìa đấy. Nó đi kinh lắm. Đấy, nhìn các cái xe đây này, thực tế các cái xe đây này, họ chạy thế này, khổ lắm. Dù xe không hỏng, nhưng vẫn phải dắt bộ và đi sát vào lề đường. Đó là câu chuyện không chỉ của riêng bà Huyền, mà thực tế chung của nhiều người dân ở xóm 8, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Xe đấy thì đường lô ma lô mồ, đấy hôm tôi đi bị trượt chân ngã. Nhà tôi đấy đóng cửa 24/24 mà bẩn dã man luôn, bụi kinh khủng. Cực chẳng đã, những người dân này đã đăng tải đoạn clip miêu tả sự thống khổ của mình lên mạng xã hội, nhưng không hiểu vì lý do gì, clip vừa đăng tải đã bị yêu cầu gỡ bỏ. Khi bùn lầy, dân chúng tôi không đi được, mà coi như là khi dân quay clip, là quay gọi là quay Facebook lên để cho mọi người dân người ta biết để người ta chia sẻ cho ông tôi. Này, cái lỗi khổ của chúng tôi. Thế nhưng mà mấy anh ở ngoài xã nhá, có anh ở ngoài xã cần bắt dân là gỡ clip xuống. Đấy, gỡ clip xuống không được tung lên. Chúng tôi bảo cứ để cho mọi người người ta chia sẻ cái lỗi khổ của chúng tôi. Đấy, nó lại khổ thế. Trước đợt trước là chỗ này là hố, chúng tôi gọi là hố voi chứ không phải là hố trâu, hố gà, ổ gà, ổ vịt gì. Theo phản ánh của người dân, đây là đất sét và việc khai thác đất sét của đơn vị này có nhiều dấu hiệu bất thường. 5:30 họ đã chạy rồi, nhưng mà họ chạy có hôm mà đến 9 giờ đêm họ mới nghỉ. Một năm họ lấy vài tháng xong họ lại nghỉ 1-2 tháng xong họ lại lấy. Công an nó cũng vào, họ dừng được một thời gian xong nó họ lại làm. Chính quyền thì họ biết. Nhiều khi nó chúng tôi cần họp này, chúng tôi kiến nghị này, chúng tôi đề nghị từ xã mà cho đến huyện đến tỉnh mà coi như nó cũng vẫn không ăn thua gì. Công an vào rồi, dẹp rồi. Thế nhưng mà đến lúc sau cuối cùng chỉ được hôm trước, xong đến hôm sau lại tiếp tục như thế. Theo chân những chiếc xe có dấu hiệu chở quá khổ quá tải đất sét này,
chúng tôi được dẫn tới cổng sau của nhà máy xi măng Bút Sơn nằm trên địa bàn huyện Kim Bảng, Hà Nam. Ngay sau khi phát hiện có ống kính máy quay, tất cả những chiếc xe này đã đột ngột dừng việc qua trạm cân để vào nhà máy. Thưa quý vị, câu hỏi được đặt ra là liệu có điều gì mờ ám đằng sau những chiếc xe nghi là chở đất sét có dấu hiệu quá khổ quá tải? Đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp nào là chủ mỏ khai thác vận chuyển? Và liệu có tình trạng khai thác vận chuyển tiêu thụ khoáng sản trái phép hay không? Câu trả lời sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo trên kênh VTC14. Thưa quý vị, cà chua, đậu bắp tăng giá dựng đứng gấp từ 2 đến 3 lần so với hồi đầu tháng khiến cho nhiều bà nội trợ ngán ngẩm. Đặc biệt nhiều người bất ngờ khi mà so giá cà chua với nhiều loại rau củ khác. Trong khi đó thì mặt hàng thịt lợn vẫn giữ nguyên giá dù đang trong mùa cao điểm Tết. Cụ thể, tại một số siêu thị, cà chua có giá 52.900 đồng một kg, cà chua Việt Gáp Đà Lạt 49.800 đồng một kg. Trong khi tại các chợ dân sinh, cà chua có giá 55.000 đồng một kg, loại nhỏ xấu hơi dập giá 45.000 đồng một kg. Cà chua loại 1 cũng tăng giá gần 60.000 đồng một kg. Do giá cao nên mặt hàng cà chua thưa thớt người mua. Không chỉ cà chua, đậu bắp trước tầm 20.000 đồng, nay nhảy lên 40 đến 45.000 đồng một kg, nhưng nhiều tiểu thương cho biết hàng không có để bán. Khảo sát giá về nhiều mặt hàng rau khác cũng tăng giá từ 5 đến 10.000 đồng. Cụ thể, bầu, bí giá hiện ở mức 25.000 đến 35.000 đồng một kg, súp lơ xanh từ 50 đến 65.000 đồng một cân, cà rốt 35 đến 40.000 đồng một kg, ớt chuông 95 đến 100.000 đồng. Rau sống hỗn hợp gồm rau xà lách, húng, diếp, cá, tía tô lên mức 70 đến 80.000 đồng một kg. Nhiều tiểu thương dự báo từ nay đến cuối năm giá một số loại rau củ có thể vẫn cao. Giá rau củ tăng mạnh là do trước đây, do lo ngại dịch bệnh còn kéo dài, nhiều hộ nông dân không trồng trọt vụ mới hoặc trồng cầm chừng nên bị hụt nguồn cung. Thêm vào đó, vừa qua, một số cơn mưa chuyển mùa khiến cà chua dính mưa và sương muối liên tục nên bị vàng lá héo và chết. Thưa quý vị và các bạn, nguy cơ tái nhiễm biến thể Omicron cao gấp 5 lần so với biến thể Delta và không có dấu hiệu nào cho thấy biến thể này có thể gây bệnh nhẹ hơn so với Delta. Đây là kết quả nghiên cứu mà Đại học Hoàng gia London vừa công bố trong bối cảnh số ca nhiễm mới đang gia tăng trên khắp châu Âu có thể khiến các lễ hội cuối năm phải hủy bỏ. ICNL đã phân tích dữ liệu của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh và Dịch vụ Y tế Quốc gia đối với 330.000 người có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với virus SARS-CoV-2 ở vùng England từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12. Trong đó có 122.062 ca nhiễm Delta và 1.846 ca nhiễm Omicron. Kết quả cho thấy nguy cơ nhập viện và các triệu chứng biểu hiện của Omicron không khác nhiều so với Delta, mặc dù dữ liệu nhập viện vẫn còn hạn chế. Thậm chí Omicron có thể gây tái nhiễm cao gấp 5,4 lần so với Delta. Theo ICL, tỷ lệ những người từng mắc COVID-19 có thể tránh được nguy cơ tái nhiễm Omicron là dưới 19%, song nghiên cứu này chưa được thẩm định. Các nhà nghiên cứu nhận thấy nguy cơ những người đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 hoặc đã tiêm mũi tăng cường từ 2 tuần trở lên mắc Omicron có biểu hiện triệu chứng tăng đáng kể so với Delta. Dựa trên đánh giá hiệu quả của vaccine đối với việc nhiễm Delta có biểu hiện triệu chứng, nghiên cứu kết luận hiệu quả bảo vệ của vaccine sau 2 mũi tiêm là từ 0 tới 20% và sau mũi tiêm tăng cường là từ 55 tới 80%. Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh nghiên cứu cung cấp thêm bằng chứng về việc Omicron có thể tránh được khả năng miễn dịch trước đó do đã lây nhiễm hoặc đã tiêm phòng. Theo đó, khả năng né tránh miễn dịch này cho thấy Omicron có thể gây ra mối đe dọa lớn đối với cộng đồng. Tuy nhiên, kết luận này được đưa ra dựa trên các giả định về Omicron, song vẫn chưa có đủ dữ liệu, ví dụ như vẫn chưa rõ phản ứng miễn dịch tế bào, vốn có thể đang thúc đẩy hiệu quả của vaccine. Bên cạnh đó, một số kết luận của nghiên cứu khác với dữ liệu thu được từ Nam Phi vốn cho thấy vaccine có thể chống lại bệnh nặng và tử vong.